sao cô lại không về nhà đi cùng trời? Hằng ngày con sẽ đến đây để kiểm tra sổ sách, chừng nào mẹ tới con sẽ trở về nhà với mẹ. Thưa ông, chúng ta phải đến chợ để thu tiền gửi học đồng. Chúng ta đi chứ, để tôi một chút. Con đi, con cũng đi tới đó, con sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Làm sao mà được con trai? Con cứ ở đây đi, đỡ của người đến đây đi. Sao hả? Vậy thì sao? Con phải đi, ông có thể đi thu tiền được. Ngày mai ông phải tới ngân hàng nữa kìa. Hay được rồi, ông sẽ hoàn thành tất cả mọi công việc luôn. Nếu như con có thật chị, cứ việc điện cho ông. Đi thôi. Tôi nói với anh Tuyệt bao nhiêu lần rồi, cho tới giờ vẫn chưa sửa được hả? Anh thấy hậu quả của anh chưa? Dạ thưa ông, tôi có nói với ông rồi. Mỗi hôm nay tôi sẽ tới đây đi mà sửa nó. Chú nè, chú làm ơn sửa giùm nội trong ngày hôm nay đi. Chú biết rồi con. Đi thôi. Chị để đường rồi con gái. Dạ con không biết nữa mẹ. Anh lấy ra ngoài cho con không có ở nhà. Chị đã nói với chúng ta là nó sẽ đi dạo với Amon vào buổi sáng, đúng không cháu? Dạ đúng vậy ông. Nhưng mà hai vị họ không có đi dạo đâu thưa ông. Vậy họ đi đâu con gái? Chỉ có họ mới biết thôi mẹ. Nhưng con có thể biết đến một điều, có chuyện gì đó mà hai cha con họ đang trốn không? Đúng vậy. Trong tất cả chúng ta luôn không thể cảm tha được à. Anh đi à Amon. Amon bị sao vậy anh Sinh? Em đi Amon đang gặp chuyện gì đó. Nhanh lên. Amon đâu? Amon đâu anh Sinh? Thằng ấy bị sao vậy? Đâu. Thank you.
không tự lý thứ. Là có thể cứu bà con thoát khỏi tình cảnh này. Không có gì quan trọng bằng sức khỏe. Con biết ơn người nhiều người đã xóa bỏ hết kiểu lầm giữa xanh kia và phía bé rồi. Còn trước mày, mày mắn chỉ có được một gia đình hạnh phúc, gia đình anh Duy yêu thương con. Nhưng người có biết không? Khoảng thời gian này gia đình con đã trải qua rất nhiều chuyện. Con không hiểu sao hạnh phúc của gia đình không còn nữa. Giờ con chỉ mong muốn hạnh phúc quay trở lại thôi. Gia đình con lại có thể hòa thuận và yêu thương nhau như trước đây. Con cầu phúc. Anh công việc xong rồi sao? Anh đang ở luôn vậy? Anh đi, em chịu khó đợi anh 5 phút nữa nha. Dạ được, vậy ra ngoài để đứng đợi anh nha. Được rồi, anh đang tới. Thank you.